Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Ba Kê. Thì hôm nay á mình mua lố đi, mua rất là nhiều xe luôn. Mà đó anh em thấy không, nhìn vô ba chiếc xe này là biết xe Z ngàn rồi đó. Thì hôm nay anh nhầm xe rồi. Cái gì? Cái này không phải Z ngàn, anh nói nhầm rồi, không phải Z ngàn. À, không phải Z ngàn. À, ok ok, tại anh nói Z á mình lộn. Thì hello anh em ha, thì đây mình mua lố luôn, mình mua rất là nhiều, mình mua tới 3 con Z800 luôn anh em. Đó. Anh nhầm rồi. Gì? Đây không phải Z800 đây nè. À con này Z800 đúng không? Con này mới là Z800. Rồi rồi, ok. Con kia là Z85 mấy á. Rồi ok, thì bây giờ anh em xem clip đi, rồi anh em sẽ biết nó là Z mấy. Rồi, đùa với anh em cho vui thôi. Thì con này là con Kawasaki Z900. Thì hôm nay sẵn tiện á, mình mua 3 chiếc Z9. Thì có một chiếc Z8 của một người khách quen rất là quen thuộc đó. Mà Z8 cũ của mình bán á, thì mình đem ra đây để mình so sánh cho anh em giữa cái ngoại hình của con Z8 và con Z9 nó như thế nào ha. Thì theo anh em biết á, thông tin trên Google thì là Z9 nó sản xuất ra để thay thế Z8. Là Z8 là 2016, là Z8 Candy á. Đó là người ta ngừng sản xuất, qua 2017 người ta sản xuất Z9. Rồi, thì cái Z9 nó được lợi thế như thế nào? Đó, như anh em thấy thì con Z8 nó nổi tiếng luôn là nó hơi nặng và nó hơi tốn xăng. Thì người ta đã thiết kế ra con Z9 cải tiến từ Z8 thì nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều và nó ít tốn xăng hơn. Và cái chiều cao yên nó cũng không có quá cao. Bây giờ mình không có nói cái những cái chiều cao yên thông số trên mạng nữa, cái đó anh em có thể lên Google anh em đọc. Thì bây giờ mình sẽ mời thằng em mình 1m61 vô thử ha. À, bây giờ em ngồi trên Z8 đi, em sẽ cảm nhận nó như thế nào. À quên, mình sẽ nói giá bán luôn những cái con xe của mình ha. Thì ba con đều là 207 triệu hết nha anh em. Rồi, ngồi trên Z8 ngồi như thế nào? Như con Z8 này hạ phuộc sao ta? Có hạ không? Có hạ không chủ xe? Không hạ. Rồi, nó cảm giác nặng đúng không? Dĩ nhiên là nặng rồi. Và cái phần đồng hồ của nó, quay bạn gần cái phần đồng hồ của nó nè. Cái phần đồng hồ của nó thì nó nhìn nó sẽ khác cái phần đồng hồ Z9. Theo mình thấy thì đồng hồ này nhìn nó ngầu hơn Z9 à. Đúng rồi, nhìn ngầu. Rồi, tới khi em qua ngồi Z9, em cảm giác như thế nào? Nó nhẹ đúng không? Và những anh em á có chiều cao khiêm tốn, ví dụ 1m6 hoặc 1m58, anh em vẫn có thể chọn Z9 là một cái lựa chọn rất là phù hợp với anh em ha. Gọn, nhẹ, tiếng máy hầm hố. Thì bây giờ không có chờ lâu nữa, anh muốn cho anh em nghe tiếng bô nè. Thì con này biển số nó là 60A3-1414, còn hai con này là biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Rồi, em lên tiếng bô kia luôn cho anh em nghe tiếng bô một cái. Rồi, anh sẽ mở tiếng bô anh nghe trước nha. Này á, lên bô SC á anh em. Em mở cái con đó lên luôn, con này cũng SC luôn nè. Rồi, cho anh em nghe tiếng bô coi. Okay, tắt máy. Rồi, điều đặc biệt là ở đây á, có một cái con là Bojin luôn. Mình sẽ cho anh em coi Bojin, đó là con này. À, tiếng Bojin của nó thì tiếng bốn máy nào mà Bojin nó cũng không có lực nha. Và anh em phải đổ bô thì tiếng nó mới to. Rồi,
Đó, đây là tiếng bô zin nè. À, quay gần đây. Đó, bô zin của nó. Thì những con này nó có cái gì? So với những dòng bốn máy bây giờ á, thì anh em á, nó hợp lý, giá hợp lý luôn. Bây giờ con Z8 thì tầm 160 tới 180 là anh em sẽ sở hữu được Z8. Còn Z9 là chỉ còn từ 190 mấy tới 200 lẻ mấy là sẽ sở hữu, như 2-3 con đây nè. 207 nè, biển số Sài Gòn 207, 207, 207. Biển số con này cực đẹp, 60A3 14 14. Đó, thì những xe nó có đã những cái đồ chơi cơ bản hết rồi, ví dụ như xi nhan, chắn gió, chống đổ, bảo vệ các nước, bô độ, ốp biển số đút gầm, thì nó đầy đủ đồ chơi hết trơn rồi anh em. Thì đương nhiên những con này phải có ABS trước sau đó. Nhưng mà cái phần đồng hồ con này đặc biệt cái là nó có báo số nha anh em. Nó sẽ có báo số đó, đây là báo số nè anh em nè, thấy chưa. Đó, có báo số ngay chính giữa luôn. Thì anh em mới tập chơi thì anh em có thể nhìn được mình đang đi ở số mấy. Nhưng mà đa số anh em chơi xe phân khối lớn á, thì đừng có nên nhìn vào cái chỉ số, cái số mình đang đi. Khi mà đi tốc độ cao mà em đang đi cỡ 100, 120 á, mà em lo em nhìn số em đập mà số mấy là lát nữa em ngước lên là em lên thiên đàng luôn á. Cho nên mình đi xe phân khối lớn á anh em, cái điều quan trọng nhất là anh em phải cảm nhận, biết được mình đang đi ở số mấy, số 1, số 2, số 3, số 4, chứ mày đang đi số 4 nhìn xuống coi thử đạp được chưa, coi thử đạp được về số 3 chưa, coi thử đạp về số 5 luôn. Lát ngước lên là lên thiên đàng quá, lỡ con chó hay là cái gì băng qua là rất là nguy hiểm cho mình. Còn cái gì để nói không ta? Còn gì không? Cho nhắc anh nữa thi. Bình xăng nó thì 17 lít. Rồi. Mấy cái đó anh em có thể lên mạng coi. À, một cái nhược điểm của con này là cái yên sau nó khá nhỏ anh em ha. Có thể nói là nó nhỏ hơn cái câu Z8 luôn, cho nên cái việc mà anh em chở gơ ở phía sau á thì nó hơi bất tiện và nó hơi đau và nó hơi bị chợt. Người yêu của mình thì nó sẽ bị chợt xuống. Đó, thì cái lưng anh em nó dễ bị lủng lỗ hay là gì đó. Thì mình phải về mình làm một cái lớp nệm, thì như con này đã có một cái lớp nệm rồi nè, ngồi rất là êm nè. Đó, thấy chưa anh em? Đó. Rồi. Con này là chưa có nè. Quay sau lát về thấy cái ngón tay thân không à, nó để ngón tay vô chỗ camera nè. Đâu phải quay lại đó. Rồi đây nè, chưa có nè, thấy không? Rất là cứng. Đó là cái một cái nhược điểm của nó mà mình thấy mình không có thích cho lắm, là riêng rất là cứng. Nhưng mà bù lại nó đẹp khi mà chạy một mình á. Nó giống như là cái yên solo rồi đó. Còn bình xăng rất là to. Phải chi có một chiếc Z1000 ở đây nữa mình so sánh là ngon ha. Và con này á, những YouTuber khác mà mình đã xem mà tham khảo á, là có thể nói đời 3 là nó hơn Z1000. Đời 3 nó hơn Z1000 bởi vì nó nhẹ. Và phân khối của nó là Z9 thôi, nhưng mà thực chất á, là nó tới 948 phân khối. Đó. Nó ăn gian á anh em. Đúng là nó phải là 899 phân khối mới gọi là Z9 này, 948 rất là mạnh. Thì phanh đĩa đôi ABS, mấy cái này mình nói quá nhiều rồi, chủ yếu là quay cái xe để cho anh em chọn lựa và anh em mua thôi. Đó. Còn cái Z9 Z8 là anh em thấy không? Nó có thể nói là nó hầm hố, nó ngầu. Nhưng mà nó sẽ không có dài bằng, mình cảm giác được nó không có dài bằng con Z9 của mình ha. Mình thấy con Z9 nó vẫn có cái gì đó gọi là nó thon thon. Còn con này nó gọi là ngầu ngầu. Đó, con này cũng mua ở bên mình luôn. Mình rất thích những anh em đó dán tem logo bên mình. Đó, nhìn nó biết là anh em ra đường dễ gọi tên. Đẹp, con này chủ xe dán lại đẹp ha. Như nói về đi thì Z9 sẽ đi sướng hơn. Z8 thì đi nó sẽ giá thành nó hợp lý hơn hiện tại bây giờ. Z8 cũng mạnh lắm chứ không phải vừa đâu, nhưng mà Z9 thì nó đời đách cao hơn, nó chạy sướng hơn một chút xíu. Đó. Thì anh em nào mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình 0916640653, hoặc là xem xe trực tiếp tại địa chỉ 25 lô C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Và nói về cái dòng Z9 thì nó quá thoải mái rồi. Anh em mới chơi xe có thể chơi được và không có cái gì mà gọi là khó khăn đâu anh em. Chiều cao thấp lắm. Đây như mình 1m7 là mình ngồi rất là thoải mái luôn. Ngồi cho anh em xem. Nói chung nó nhẹ lắm. Mọi thứ của nó nhẹ. Đó.
Con này là mình đang đi dắt ra quay clip là một người bạn ở gần nhà mình thấy là anh bạn nó cọc xe này luôn nha. Đó, nó nhẹ lắm, mọi thứ thao tác rất là ok mà đi rất là ngầu luôn. Đi cảm giác nó rất là ngầu và đẩy cũng nhẹ nữa. Anh em, nó không giống như Z1000 nha, nó không nặng như Z1000. Nhưng mà mình vẫn thấy, theo mình không có thiên vị, nhưng mà vẫn thấy Z1000 nó đẹp hơn. Kiểu như là nó đầy đặn, nó đủ hơn. Hay là tại vì nó ra trước, mình nhìn nó trước, cái con mắt mình nó quá quen về thuộc về nó đi. Còn những con này qua ra sao, mình thấy nó không thể thay thế được. Giống như là Z1000 ra từ, Z1000 đời mới ra từ năm 2014 là mẫu mới, thì mình thấy nó đẹp quá. Thì mấy con này ra sao mình thấy nó không có thay thế vị trí được, nên mình cảm giác nó xấu hay là sao đó, mình chưa có biết cái con mắt mình. Nếu như mà Z9 ra trước á, mà Z1000 ra sao thì mình lại nghĩ là Z9 là thần thánh đẹp nhất đó. Mà đúng ra nó phải ra Z8, Z9 rồi Z1000 ha. Ra Z1000 xong rồi Z8 rồi ra Z9. Đó, rồi đó là những gì mà mình chia sẻ lại cho anh em. Thì nhớt nhau nước mát của những cái con Kawa này thì nó bền lắm, nó không có hao đâu. Nhớt là 3 bình mấy á. Rồi còn nước mát thì hồi đợt mình thay cho một con là hình như là 2 lít, 1 lít rưỡi á, gần 1 lít rưỡi gần 2 lít nước mát. Mình xả ra hết luôn anh em. Thì nói chung là bảo trì bảo dưỡng của những con này rất là lành. Chơi những con này rất là lành, nó không có hao gì nhiều lắm. Xăng con này thì tầm 16-17 cây một lít. Nếu như là con này, Bojin nè, đó. Thì những con Kawa này thì anh em mới tập chơi rất là thoải mái. Không có cái gì mà gọi là suy nghĩ đắn đo là phải nuôi dưỡng này nọ đâu. Đó, 4 mấy thì lâu mình mới, cuối tuần cà phê hay là đi đâu chơi mình mới dắt ra đi, chứ đâu phải là ngày nào mình cũng dắt đi đâu, mà mình phải lo là bảo dưỡng bảo trì nó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Hẹn anh em ở những clip sau, sẽ có những con xe đẹp hơn cho anh em xem ha. Đó, quá đẹp luôn, quyền vàng luôn đó, quay luôn vàng cho anh em xem.